kia mùi gì khen khét thế em đầu bếp của tôi ơi. Sao em cho chúng tôi sực món chi là đời. Trứng sao lại màu đen vậy nè? Trứng sao lại màu đen vậy nè? Cá sao còn cá đuôi vậy hả? Cá sao còn cá đuôi vậy hả? Cháo sao là gọi là cơm? Cháo sao là gọi là cơm? Uyên Thi xin thân ái kính chào tái ngộ đến tất cả quý khán giả đang đón xem chương trình Bếp Nhà Ta Nấu ngày hôm nay. Kính thưa quý vị, đây là những tuần lễ mà trước Christmas. Tất nhiên là mình còn một tuần nữa là mình tới Christmas rồi. Và những cái món ăn mà chúng ta thường coi trên chương trình Bếp Nhà Ta Nấu trong Christmas thì Uyên Thi năm nào cũng có nói về gà, về bò, về những cái món entree, tất nhiên những món chính. Nhưng mà kèm theo đó là những món salad mà nó dễ làm. Nhưng mà có một món salad này nó cũng thích hợp cho cái mùa lễ Christmas mà Uyên Thi muốn gửi đến quý vị riêng một chương trình này thôi. Đó là chương trình về salad. Mà món salad hôm nay Uyên Thi muốn làm tới đó là món Christmas Red and Green Salad. Thưa quý vị, món Red and Green Salad bởi vì cái màu sắc của cái dịp lễ Noel đó là màu đỏ và màu xanh lá cây. Hai cái màu đó thường nó đi chung với nhau, nhưng mà sau này người ta bắt đầu người ta chế ra, chẳng hạn như cái kitchen Uyên Thi decorate bữa nay nó là màu blue. Rồi có nhiều khi mình làm màu silver, tức như màu trắng và white only, rồi màu gold. Mỗi một cái màu sắc nó đều có một cái hình ảnh rất là đẹp cho mùa Christmas. Và đương nhiên cái món ăn cũng vậy thưa quý vị, mình phải làm cho màu sắc rực rỡ hoặc nó đẹp, nó theo những cái khung cảnh của cái Christmas thì mình mới cảm thấy là vui thú, không thưa quý vị. Thì ngày hôm nay Uyên Thi nói tới cái món salad này, đầu tiên sẽ là cái celery thưa quý vị. Celery đó thì mình xài khoảng chừng nửa cup celery thôi, nhưng mà Uyên Thi sẽ lựa cái celery nó ngon, nó non một chút bởi vì mình ăn sống mà. Đó, Uyên Thi lấy khoảng chừng 2 cho tới 3 cọng thôi thưa quý vị. Rồi. Và mình sẽ cắt cái celery này ra thành hạt lựu thưa quý vị. Thì khi mà cắt celery ra thành hạt lựu đó thì Uyên Thi sẽ cắt theo kiểu như vậy cho nó nhanh. Mình sẽ xẻ nó làm hai. Sau đó Uyên Thi xẻ lại làm hai nữa. Đó. Và ở đây cũng vậy, Uyên Thi cũng sẽ làm hai. Tất nhiên cái cọng lớn thì Uyên Thi sẽ làm 4, còn cọng nhỏ thì Uyên Thi sẽ làm 2. Rồi Uyên Thi sẽ xẻ hết 4 cọng đi rồi mình cắt một lúc luôn cho nó nhanh. Chỗ nào mà quý vị thấy nhỏ quá thì quý vị lại cắt từ trên này chứ đừng có làm từ dưới lên. Đó. Và bây giờ chúng ta sẽ nhập vô để chúng ta cắt. Thì quý vị sẽ thấy là nó ra rất là đều. Rồi và quý vị nhớ là đừng có lấy lá nha. Mình chỉ lấy cọng thôi, không lấy lá. Uyên Thi thường nói với bạn bè Uyên Thi, nhiều người nói là không có thích, tôi không có thích ăn đồ ăn ngoại quốc, tôi không thích ăn đồ ăn Mỹ, tôi chỉ thích ăn đồ ăn Việt Nam thôi, mỗi lần lễ mình cứ làm đồ ăn Việt Nam. Nhưng mà kính thưa quý vị, người ta nói là nhập gia thì tùy tục. Tất nhiên khi mà những cái dịp lễ này là những dịp của lễ của ngoại quốc thì mình nên nấu những món ăn ngoại quốc để cho các con chúng ta ăn. Và Uyên Thi sẽ xài khoảng chừng một củ hành tím thưa quý vị, mình gọt vỏ đi, sau đó mình sẽ cắt hạt lựu. Thì hành tím cắt hạt lựu Uyên Thi sẽ cắt như thế này. Đó. Rồi bây giờ Uyên Thi sẽ để xuống và Uyên Thi sẽ sắn xuống. Ngày xưa mà Uyên Thi đi học á, là quý vị biết không? Thi đó là cắt hành ra như vậy, người ta đưa một củ hành mình cắt làm sao mà người ta có thể lượm khoảng 10 miếng ở trong cái đống hành của mình, họ xếp vô nó phải bằng với nhau hết, cái điểm nó mới được cao. Thành ra cái đó là cái mà người ta cho thấy một người sếp mà giỏi đó, hoặc là có học á, thì sẽ thấy là những tại sao mà họ làm cho nó bằng nhau và nó rất là đẹp bằng cách là như vậy. Và rồi nào quý vị thấy không, Uyên Thi cắt ra một nè, nó vuông vuông nè, nó đều giống nhau lắm. Tuy nhiên nó không phải là đều hẳn, nhưng mà nó cũng
chảy nước mắt rồi. Nếu mà quý vị nào mà cái này là Uyên Thi đã bỏ trong tủ lạnh rồi mà nó vẫn còn gay. Rồi cái phần vật liệu kế tiếp là Uyên Thi sẽ dùng cái radish. Cái radish là một cái loại trái cây, một cái loại củ chứ không phải là trái cây, mà ăn sống rất ngon trong các loại thức ăn của ngoại quốc, nhất là đồ Mễ hoặc là đồ ngoại quốc thưa quý vị. Thì Uyên Thi sẽ dùng những cái trái nào nó vừa vừa nhỏ nhỏ thôi, mình cũng lấy khoảng chừng 3-4 trái gì thôi. Không có lấy hết chỗ này, Uyên Thi đã rửa sạch rồi. Và nhiều khi á, người ngoại quốc á, thưa quý vị, người ta cầm như vậy nè. Xong rồi nè. Giòn ngon quá quý vị. Lúc mà mình chưa biết ăn thì không biết ăn, nó hơi hăng hăng cái mùi củ cải. Tại nó là một loại củ thôi quý vị. Nhưng mà khi mình biết ăn rồi thì thiếu cái vị này lại không được. Chẳng hạn như khổ qua của chúng ta. Nếu mà cho ngay cả người Việt Nam ăn, có nhiều người cũng không ăn được nữa. Nói chi là người Mỹ phải không thưa quý vị. Thành ra mình cũng nên tập ăn những cái đồ ăn ngoại quốc để cho mình thấy cái, nó có thêm cái khẩu vị. Và Uyên Thi sẽ cắt ra những cái slice. Cái này mình không có cắt nhỏ nha thưa quý vị. Mình chỉ cắt những cái slice nó như vậy. Rồi, và đó là những cái phần vật liệu tươi. Rồi Uyên Thi sẽ dùng như là vật liệu lon, như là peas. Là Uyên Thi sẽ dùng một hộp, một lon này 15 ounce. Nó kêu là sweet peas thưa quý vị. Thì Uyên Thi sẽ dùng một lon này. Uyên Thi sẽ dùng một lon kêu là kidney bean. Tất nhiên mình Việt Nam mình kêu là đậu đỏ. Nhưng mà cái đậu đỏ này nó thuộc loại lớn một chút và cái hình nó cong cong như vậy nè. Nó không có phải hột đậu đỏ nhỏ mà để chúng ta nấu chè nghe thưa quý vị. Nó kêu là kidney bean, tất nhiên giống như cái thận á. Thưa quý vị, giống như vậy. Rồi, đây là whole kernel corn, tất nhiên là cái hột bắp mà nguyên hột thưa quý vị. Và Uyên Thi sẽ khui tất cả những cái này, Uyên Thi rửa cho sạch. Sau đó Uyên Thi sẽ trở lại để chia sẻ quý vị trộn lại như thế nào để có một cái salad thật là ngon. Nước là phương cách giải độc tối ưu cho cơ thể. Vậy phải lựa chọn nước như thế nào để có được một cơ thể khỏe mạnh? Chúng tôi xin giới thiệu máy nước Kangen sản xuất tại Nhật, được chứng nhận của Bộ Y tế, Lao động Phúc lợi Nhật Bản và các nhà khoa học. Nước Kangen với tính kiềm cao, có khả năng chống oxy hóa mạnh, chống rụng tóc, cùng phân tử nước siêu nhỏ nên dễ dàng đi thẳng vào máu, đưa lên não, phòng chống được nhiều bệnh tật. Công dụng của nước Kangen là lọ nước uống tốt nhất, nấu ăn luộc rau sẽ thơm ngon hơn, rửa rau và trái cây sẽ tươi giòn lâu hơn, chùi rửa vết dơ, dầu mỡ trên bếp sẽ sạch hơn. Rửa mặt, tắm gội để có làn da tươi sáng và mịn màng hơn. Ngoài ra, còn nhiều công dụng tuyệt vời khác nữa. Thay đổi nguồn nước uống là thay đổi cuộc sống mới tốt đẹp. Mọi chi tiết xin liên lạc 714-299-8955. Thì nói là red and green là tại vì chúng ta có màu xanh và màu đỏ là nhiều, nhưng mà đôi khi chúng ta cũng độn thêm những cái màu khác để cho cái màu sắc của cái dĩa salad nó ngon. Thì Uyên Thi nói lại nè, có red bean nè, tất nhiên là kidney bean, rồi peas, tất nhiên là đậu Hòa Lan, bắp, và là corn là cái bắp vàng mà cái nguyên hột, rồi celery chúng ta cắt hạt lựu, hành tím chúng ta cũng cắt hạt lựu, và cái này là radish, cái có màu đỏ rất là đẹp thì chúng ta không có cắt hạt lựu bởi vì chúng ta muốn nó coi như nó nổi lên giữa những cái nhỏ nhỏ, cho nên Uyên Thi để nguyên hột. Và bây giờ Uyên Thi sẽ bắt đầu trộn. Thì đầu tiên hết á, thì Uyên Thi sẽ pha cái nước dressing thưa quý vị. Nước dressing thì ở đây Uyên Thi có khoảng chừng nửa cái chén sữa, tất nhiên khoảng 2 cho tới 3 muỗng canh sữa tươi. Đó quý vị. Rồi ở đây Uyên Thi có ranch. Uyên Thi sẽ dùng những cái dressing của người Mỹ để cho quý vị dễ làm. Thì chúng ta chỉ cần ra ngoài chợ chúng ta mua chữ ranch, tất nhiên là ranch, nó kêu là ranch dressing để cho chúng ta làm salad thưa quý vị. Thay vì chúng ta chỉ ăn rồi bỏ vô như vậy thì bây giờ chúng ta sẽ pha cái này cho nó hơi loãng ra để khi mà chúng ta làm vô trong cái này đã trộn vô salad nó dễ có coi như là hòa lại với nhau, nó dễ có kêu là thấm vô với nhau đó thưa quý vị. Rồi bây giờ Uyên Thi sẽ dùng một cái cây, Uyên Thi sẽ quậy nó lên. Đó. Uyên Thi sẽ cho thêm một chút nữa. Quý vị cho khoảng chừng 2/3 cái cup ranch này nha thưa quý vị. Rồi, nếu mà quý vị thấy nó hơi đặc, quý vị cho thêm một chút sữa. Rồi, đó nó lại như vậy này thưa quý vị, đó nó lỏng như vậy đó. Đó. Cái ranch này thì họ đã bỏ tiêu
họ đã bỏ hành đồ này nọ trong này rồi thì rất là ngon. Cho nên bây giờ Uyên Thi sẽ bắt đầu chuẩn bị trộn nè. Uyên Thi sẽ cho cái phần này vô đây trước, bởi vì Uyên Thi muốn nó thấm, cho nên Uyên Thi sẽ cho nó vào trong cái dressing này trước với hành. Cần và hành Uyên Thi sẽ bỏ vào đây trước nha. Rồi, Uyên Thi sẽ trộn đều lên. Rồi, Uyên Thi để qua một bên. Bây giờ Uyên Thi sẽ trộn mấy cái này vào. Bắp, đậu, bean và radish. Lúc này nếu mà quý vị muốn ngon, quý vị có thể cho thêm một chút tiêu, hoặc là quý vị cũng có thể cho thêm đây tiêu, Uyên Thi để đây. Cho một chút tiêu đen vào và quý vị cho thêm một chút xíu muối. Uyên Thi sẽ cho thêm khoảng chừng 1/3 muỗng cà phê muối nha. Để cho nó đậm đà cái phần vật liệu của mình đó, và khoảng nửa muỗng cà phê đường. Nửa muỗng canh đường, tất nhiên khoảng 1 muỗng rưỡi cà phê đó thưa quý vị. Rồi, lúc này Uyên Thi sẽ trộn cái này lên để cho nó thấm muối đường. Rồi, và lúc này Uyên Thi sẽ đổ cái phần dressing có cái hành và cần này vào. Bây giờ thì Uyên Thi thử lấy cái muỗng, Uyên Thi ăn thử nha. Chua vừa đủ, béo béo. Đậu với lại bia đồ đó quý vị, bắp á, nó quyện lại với nhau thành một cái salad mà Uyên Thi nghĩ là rất là thích hợp với người Việt Nam chúng ta và rất là dễ ăn. Sau khi mà chúng ta đã làm rồi thì chúng ta có thể, nếu mà quý vị muốn rảnh á, quý vị làm trước, xong quý vị cất vô trong tủ lạnh, bỏ vào trong cái hộp cất tủ lạnh. Ngày hôm sau, cái ngày hôm sau là cái ngày mà mình ngày Christmas á, hoặc là New Year gì đó, mình rất là busy, cho nên mình sẽ làm những cái salad để lâu được như cái salad này. Tại cái này là toàn là những cái đậu đồ không, nó không có bị gọi là thu nhỏ lại hoặc là cái gì hết, cho nên chúng ta để trước như vậy nó thấm vô đậu nó còn ngon nữa. Rồi sau đó tới cái ngày mà chúng ta nấu, chúng ta đem ra, chúng ta decor và chúng ta ăn thôi. Còn nếu mà quý vị làm liền thì quý vị sẽ múc bỏ ra, giống như Uyên Thi làm show, Uyên Thi sẽ làm liền. Uyên Thi sẽ bỏ ra một cái đĩa cho cái màu sắc nó Christmas một chút, là Uyên Thi lấy cái màu đỏ. Và Uyên Thi sẽ bỏ nó lên đây. Quý vị thấy nhìn cái dĩa là mình thấy Christmas rồi phải không thưa quý vị? Rồi thêm cái màu sắc của cái salad nữa. Quý vị thấy lâu lâu nó có một cái miếng radish màu màu đỏ mà tròn tròn đó, nó cũng hay lắm thưa quý vị. Nó không có phải là cùng cái portion, cùng một cái shape với nhau hết, thì nhìn nó cũng đặc sắc lắm. Đó. Uyên Thi lucky quá, lựa cái dĩa nó đúng vừa đủ cái salad mà mình làm. Nhìn ngon ghê. Nhiều khi quý vị biết không, lúc mà Uyên Thi thử đó, thật sự là Uyên Thi thấy ngon thật. Uyên Thi không biết ở ngoài quý vị có thấy Uyên Thi ăn ngon không, nhưng mà Uyên Thi rất là dễ ăn và dễ mà lại khó. Tất nhiên dễ ở đây là Uyên Thi biết cái vị nó ngon, Uyên Thi sẽ nói ngon liền. Khó ở đây là có nhiều cái mà Uyên Thi ăn, Uyên Thi thấy không có nên bán, bởi vì có nhiều khi họ làm thấy ăn không có flavor gì hết mà họ vẫn bán được. Và như vậy là đây mình có một cái đĩa salad, quý vị thấy nó rất là đẹp mắt. Đó, mà theo kiểu ngoại quốc nha, mà con chúng ta ăn rất ngon. Và cái này Uyên Thi bảo đảm cha mẹ chúng ta rất thích, bởi vì đậu nó là những cái chất bổ mà mình cần phải ăn tới. Và nhất là một cái món salad mà Uyên Thi thấy là nó rất là dễ ăn, hợp với khẩu vị người Việt, mà mình làm để lâu được nữa. Mình để 1-2 ngày ở trong tủ lạnh rồi mình đỡ phải
phải là phải cái ngày hôm đó mình đỡ phải rửa xà lách rửa này rửa kia, còn một hai ngày trước á mình rảnh rỗi cái mình làm trước mình bỏ vô trong tủ lạnh, như vậy là đến hồi mà tiệc tùng cái mình đem ra thôi. Quý vị thấy lâu lâu nó có những cái miếng radish màu mà hình tròn á, nó làm cho cái dĩa nó cái xà lách nó nổi lên, nó thành ra rất là đẹp. Và đó là nghệ thuật nấu ăn thưa quý vị. Uyên Thi một lần nữa cảm ơn quý vị và kính chúc quý vị một mùa lễ thật là bình an, hạnh phúc. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Christmas kỳ tới.